Nhà vô địch Mr. Olympia từ năm 1965 tới nay, Mr. Olympia là giải đấu thể hình danh giá nhất hành tinh, được tổ chức mỗi năm một lần kể từ năm 1965. Nó giống như World Cup trong bóng đá, nhà vô địch hàng năm sẽ được khắc tên mình trong sự phát triển của lịch sử thể hình thế giới. Vậy, kể từ lúc lần đầu được tổ chức cho tới nay, đã có bao nhiêu người chiến thắng có tên trong bảng phong thần Mr. Olympia và ai hiện là người giữ kỷ lục với nhiều lần vô địch nhất? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé! Kỷ lục về số lần chiến thắng cao nhất hiện tại là 8 và có hai huyền thoại đồng sở hữu, đó là Lee Haney từ năm 1984 đến năm 1991 và Ronnie Coleman từ năm 1998 đến năm 2005. Bây giờ, năm 2023, Hadi Chopin hiện là đương kim vô địch. Năm 1965 đến năm 1969, Larry Scott là một vận động viên thể hình nổi tiếng thời điểm bây giờ. Larry Scott đã vô địch Mr. Olympia 2 năm liên tiếp là năm 1965 và năm 1966. Sau đó, ông nghỉ hưu để bảo tồn thành tích và đã trở thành Mr. Olympia duy nhất chưa từng bại trận. Kể đến là Sergio Oliva đã giành chức vô địch trong 3 năm liên tiếp, năm 1967, 68 và 69. Ông có biệt danh là The Miz, cao 1m78, body cực đẹp, thân trên khủng, lưng rộng chữ V, cân đối, eo thon gọn. Vào năm 1969, ông đánh bại Arnold với tỷ số 4-3, đánh dấu trận thua duy nhất của huyền thoại Arnold tại đấu trường Olympia. Năm 1970 đến năm 1979, Arnold đã rửa lại mối hận năm trước để thua Sergio Oliva. Lần này, ông đã giành chiến thắng năm 1970, sau đó vô địch tiếp năm 1971 không đối thủ, rồi lại một lần nữa đánh bại Oliva vào năm 1972 để vô địch. Và ông tiếp tục giành giải vô địch liên tiếp cho đến sau năm 1975, ông tuyên bố giải nghệ. Nói tóm lại, Arnold giành 6 chức vô địch liên tiếp từ năm 1970 tới năm 1975 và trở thành huyền thoại nổi tiếng nhất trên đấu trường Olympia. Ngoài ra, ông còn thành công ở cả điện ảnh Hollywood và chính trị. Kế nghiệp Arnold, Francesco Colombo vô địch năm 1976 và Frank Zen vô địch liên tiếp 3 năm, 77, 1978 và 1979. Năm 1980 đến năm 1990, Lee Haney. Sau 5 năm giải nghệ, Arnold bất ngờ trở lại thi đấu năm 1980 và giành chức vô địch trước sự ngỡ ngàng của các đối thủ vì họ không biết ông sẽ ra đấu năm đó. Chức vô địch lần thứ 7 của Arnold gây rất nhiều tranh cãi vì nhiều người nhận thấy phong độ của ông tại thời điểm đó không xứng đáng để vô địch. Nhưng có vẻ sự thành công của ông trong lĩnh vực điện ảnh đã giúp cho ông có được chức vô địch trước sự phản đối gay gắt của các đối thủ. Nhiều người nghĩ rằng nhà vô địch phải là Swift Dickerson hoặc Mai và họ dọa sẽ tẩy chay cuộc thi Mr. Olympia năm sau. Thậm chí Mai đã giải nghệ vĩnh viễn. Năm 1981, Francesco Colombo lần thứ 2 vô địch. Năm 1982, Chris giành được danh hiệu duy nhất của mình và bất ngờ hơn, ông là Mr. Olympia đồng tính công khai đầu tiên. Sau đó, Samit vô địch năm 1983, lần duy nhất. Từ năm 1984 đến năm 1990, Lee Haney đoạt một mạch 8 danh hiệu Mr. Olympia liên tiếp. Năm 1991 đến năm 1999, Ronnie Coleman, Haney thi đấu giải Olympia cuối cùng vào năm 1991 và thất bại trước đương kim vô địch Dorian Yates, người bị Haney đánh bại vào năm 1990 và phải về nhì. Kỷ nguyên Lee Haney khép lại, mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên Dorian Yates đã tảng, cơ khủng, bự và cứng. Dorian Yates được ghi nhận vì đã cách mạng hóa môn thể hình bằng những yếu tố trên. Vào năm 1990, việc sử dụng hormone tăng trưởng đã bắt đầu khiến cho cơ bắp của các vận động viên khủng hơn so với các vận động viên giai đoạn trước đó rất nhiều. Yates đã giã từ sự nghiệp thi đấu thể hình sau chiến thắng vào năm 1997 do mắc một số chấn thương. Ronnie Coleman đứng thứ 9 năm 1997 nhưng đã hoàn toàn lột xác thay da với một body khủng vào năm 1998. Để từ đó, ông đã giành 8 chức vô địch liên tiếp, khiến cho nhà báo Low Scholar đặt câu hỏi liệu Mr. Olympia Ronnie Coleman thi đấu một cách natural hay sử dụng steroids. Vậy thôi, nhưng kết quả thế nào thì các bạn ai cũng biết nhé. Năm 2000 đến năm 2009, Jay Cutler, Ronnie Coleman đã giành 8 chiến thắng Mr. Olympia liên tiếp và sánh ngang với Lee Haney. Ông được giữ biệt danh là The King, được nhiều người coi là vận động viên thể hình vĩ đại nhất trong lịch sử và bắt đầu kỷ nguyên quái vật, thuật ngữ được dùng để chỉ cho những Mr. Olympia có khối lượng cơ bắp khủng khiếp. Coleman trở lại năm 2006 để cố gắng vượt qua thành tích của Haney, nhưng ông đã không bảo vệ được chiếc vô địch của mình. Thay vào đó, ông xếp thứ 2 sau Jay Cutler, người đã giành danh hiệu đầu tiên của mình sau 4 năm liên tiếp đứng thứ 2 sau Coleman. Jay Cutler cũng đã bảo vệ thành công chiếc vô địch của mình vào năm 2007. Coleman đứng thứ 4 và tuyên bố nghỉ thi đấu, kết thúc một trong những đối thủ lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Năm 2008, Dettes Jackson đánh bại Jay Cutler và trở thành Mr. Olympia. Năm 2009, Jay Cutler trở lại và giành danh hiệu. Năm 2010 cho tới năm 2019,
Phil Heath. Năm 2010, Cutler trở lại để giành danh hiệu Mr. Olympia lần thứ tư, trở thành đối thủ thứ năm trong lịch sử Mr. Olympia giành được danh hiệu này hơn 3 lần. Năm 2011, Phil Heath đánh bại Cutler để giành danh hiệu, bắt đầu chuỗi chiến thắng kéo dài từ năm 2018. Từ năm 2012 đến năm 2014, Olympia bị thống trị bởi sự cạnh tranh giữa Kai Green và Heath. Heath đã thắng cả 3 và Green xếp thứ 2. Bắt đầu từ năm 2016, một bộ phận mới có tên Classic Physique đã được giới thiệu. Danny Hester là nhà vô địch đầu tiên ở hạng mục thể hình cổ điển. Heath đã giành chức vô địch Mr. Olympia lần thứ 7 liên tiếp vào năm 2017, với Madel IBA đứng thứ 2. Với chiến thắng năm 2017, Heath đã vượt qua Arnold để giành được nhiều chiến thắng thứ 2 tại Olympia, sau Lee Haney và Ronnie Coleman. Sal Roden đã đánh bại Phil Heath vào năm 2018, phá vỡ chuỗi 7 chiến thắng của Heath. Badon Khiri đã giành chiến thắng Mr. Olympia năm 2019. Và bắt đầu từ năm 2018, một bộ phận mới mang tên Wheelchair Olympia được tổ chức. Từ năm 2020 tới nay, vào năm 2020, Phil Heath trở lại với nỗ lực lập danh hiệu thứ 8. Nhưng Mamdou LBA đã giành được Mr. Olympia cho danh hiệu đầu tiên. LBA giành chiến thắng lần thứ 2 vào năm 2021. Hadi Chopin đã mang về danh hiệu này vào năm 2022. Điều kiện để tham dự Mr. Olympia IFBB: chọn các thí sinh Mr. Olympia cho những thí sinh có thứ hạng cao nhất tại các cuộc thi vòng loại khác nhau, được gọi chung là mùa vòng loại Olympia. Mùa giải vòng loại cho Mr. Olympia kéo dài 1 năm và kết thúc vài tháng trước cuộc thi, theo quy tắc vòng loại cập nhật do IFBB công bố vào năm 2019. Để đủ điều kiện tham gia hầu hết các hạng mục Mr. Olympia, vận động viên IFBB phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: nằm trong top 5 bảng ở kỳ Olympia năm trước, chiến thắng bất kỳ cuộc thi IFBB qualifying nào đó, top 2, 3, 4 về tổng điểm trong các cuộc thi IFBB. Nếu các anh chị nào đây đang xem video clip này đủ điều kiện thì có thể liên hệ với ban tổ chức để có thể tham gia thi đấu nhé. Đối với tổng tất cả các hạng mục thi Olympia thì có khoảng 25 cuộc thi IFBB qualifying. Người chiến thắng cuộc thi đó sẽ đủ điều kiện tham dự Mr. Olympia và 5 người đứng đầu về tổng điểm. IFBB Professional League cũng có toàn quyền mở rộng lời mời đặc biệt tới các đối thủ khác. Những cuộc thi thể hình đẳng cấp thế giới sẽ không bao giờ là sân chơi của streamer cũng như vận động viên Việt Nam trong thời gian gần. Nhưng am hiểu và nghiên cứu về nó, chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức cũng như một bức tranh khác về những bodybuilder đã phải hy sinh nhiều thứ cho cái gọi là lý tưởng, đam mê, thậm chí là đổi đời. Được và mất là sự lựa chọn phải chấp nhận của mỗi con người chúng ta. Cảm ơn quý anh chị đã xem video clip này. Kiến thức thể hình, khoa học dinh dưỡng được chúng tôi liên tục cập nhật trên website thehinhonline.com.vn. Truy cập để biết thêm thông tin hữu ích. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, xin quý anh chị hãy bấm theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi quý anh chị nhé. Ngoài ra, nếu quý anh chị có nhu cầu chọn mua những dòng supplement uy tín, chất lượng, vui lòng ghé thăm THOL Store, siêu thị supplement chính hãng USA.